Nga sẵn sàng vận hành dòng chảy phương Bắc 2. Trung Quốc lần đầu đưa nữ phi hành gia lên vũ trụ. Vận hành giao thông công cộng an toàn trong đại dịch. Thưa quý vị, dự án dòng chảy phương Bắc 2 đã sẵn sàng hoạt động trong những ngày tới. Việc chuẩn bị bơm khí đốt vào các đường ống đang được tiến hành. Đây là thông báo của Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đưa ra vào ngày 14 tháng 10. Phó Thủ tướng Nga nhấn mạnh tương lai hoạt động của hệ thống đường ống tùy thuộc vào châu Âu. Việc vận chuyển khí đốt thương mại qua dòng chảy phương Bắc 2 có thể bắt đầu ngay sau khi các cơ quan quản lý châu Âu cấp phép cho dự án này. Việc cung cấp cũng sẽ tùy thuộc vào đề nghị từ các khách hàng châu Âu. Người phát ngôn của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton cho biết, ông Clinton đã phải nhập viện từ ngày 12 tháng 10 vừa qua vì bị một bệnh nhiễm trùng máu không liên quan tới COVID-19. Ông Bill Clinton hiện đang nằm trong phòng chăm sóc tích cực tại Bệnh viện Irvine, bang California, miền Nam nước Mỹ. Ông Clinton không phải dùng máy thở và được chỉ định tiêm kháng sinh, truyền dịch. Cựu Tổng thống Mỹ hiện đang hồi phục sức khỏe sau 2 ngày điều trị và có thể sẽ sớm được xuất viện. Ông Clinton là Tổng thống thứ 42 của nước Mỹ tại vị từ năm 1993 đến năm 2001. Trong sứ mệnh của tàu Thần Châu 13 được phóng vào sáng sớm mai 16 tháng 10, Trung Quốc sẽ lần đầu tiên đưa một nữ phi hành gia lên trạm vũ trụ trong vòng 6 tháng. Tàu Thần Châu 13 của nước này sẽ được phóng vào lúc 0 giờ 23 phút ngày 16 tháng 10, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ. Đây là chuyến bay cuối cùng trong chuỗi sứ mệnh xây dựng trạm vũ trụ trong năm nay và nhiệm vụ cuối cùng trong 6 lần giải phóng của giai đoạn kiểm nghiệm các công nghệ cốt lõi trên trạm vũ trụ của Trung Quốc. Trong số 3 phi hành gia thực hiện chuyến bay lần này có Vương Á Bình, nữ phi hành gia sinh năm 1980, đầu tiên có mặt trên trạm vũ trụ và bước ra ngoài không gian của Trung Quốc. Mùa lễ hội tôn giáo chính của Ấn Độ đã quay trở lại với những đám đông tụ tập tham gia các sự kiện chỉ 6 tháng sau khi nước này trải qua đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ 2 nghiêm trọng. Cao điểm mùa lễ hội tại Ấn Độ bao gồm Durga Puja, Dussehra và Diwali. Đây là những lễ hội của đạo Hindu được tổ chức khắp đất nước. Tại bang Kolkata, các hoạt động lễ hội như rước tượng thu hút rất nhiều đám đông. Cảnh sát đã phải dùng loa yêu cầu người dân giãn cách xã hội, nhưng nhiều người vẫn không đeo khẩu trang. Chính phủ Ấn Độ đã đề nghị các tiểu bang tăng cường thận trọng trong 100 ngày tới do lo ngại mùa lễ hội kéo dài có thể dẫn đến dịch COVID-19 tái bùng phát. Thưa quý vị, xe cắp điện là một nét đặc trưng của thành phố San Francisco, bang California, Mỹ. Rất nhiều người dân ở đây sử dụng phương tiện này để đi lại. Để vận hành phương tiện giao thông công cộng an toàn trở lại là cả một bài toán của giới chức thành phố San Francisco. Đây cũng là chuyện của các thành phố khác và các loại hình giao thông công cộng khác trên thế giới khi tiến tới giai đoạn bình thường mới. Các tuyến xe cắp điện của thành phố San Francisco bắt đầu hoạt động lại sau gần 16 tháng nằm im tại bến. Vốn là một biểu tượng của thành phố, việc hoạt động trở lại của xe cắp trở thành một sự kiện lớn. Hệ thống xe cắp điện đã sẵn sàng phục vụ người dân và khách du lịch để mọi thứ có thể quay trở lại như trước. Chúng ta cần kiên nhẫn, thấu hiểu, tăng cường quy định chống dịch. Xe cắp điện cũng như tất cả các phương tiện công cộng khác trong thành phố buộc phải tuân thủ những quy định khắt khe về vệ sinh, khử khuẩn. Nhân viên vận hành phương tiện hay hành khách đều phải đeo khẩu trang, điều vốn gây nhiều tranh cãi ở thành phố này. Dù phải tuân thủ giãn cách và đeo khẩu trang, nhưng được ngồi trên xe và ngắm đường phố vẫn thật thú vị. Những quy định về phòng dịch từ giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc hay vệ sinh khử khuẩn được áp dụng với tất cả phương tiện giao thông công cộng tại Mỹ khi chúng được hoạt động trở lại. Các xe buýt được vệ sinh khử khuẩn nhiều lần trong ngày, đặc biệt là những chỗ hành khách thường tiếp xúc như tay vịn, hộp kiểm tra vé, chỗ ngồi của lái xe cũng được lắp màng chắn để ngăn cách. Hành khách sử dụng phương tiện công cộng được yêu cầu không ăn uống hay chạm tay lên các bề mặt khi đang ở trên xe. Một số cơ quan vận tải đã sử dụng các ứng dụng công nghệ để bảo đảm số lượng hành khách không quá đông vào cùng một thời điểm. Chúng tôi sử dụng ứng dụng điện thoại hoặc thẻ quét ở các trạm chờ xe buýt để hành khách biết được trên chuyến xe sắp lên có bao nhiêu người, liệu có quá đông đúc hay không. Giao thông công cộng đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống, nhưng nó cũng có thể là những nguồn lây nhiễm dịch bệnh cao nhất. Với người dân San Francisco, họ đang tập thói quen mới cho những điều bình thường mới.
Các nhà chức trách Na Uy đang coi vụ tấn công bằng cung khiến 5 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương ở một thị trấn ở nước này là một hành động khủng bố rõ ràng. Và thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây. Nghi phạm Espen Andersen Braten, một người đàn ông Đan Mạch 37 tuổi, đã cải sang đạo Hồi, bị buộc tội vào ngày 14 tháng 10 liên quan đến vụ tấn công bằng cung tên. Các cáo buộc dự kiến sẽ được công khai vào ngày 15 tháng 10 khi nghi phạm ra hầu tòa. Ngày 14 tháng 10, các nhà chức trách Na Uy cho biết đối tượng Espen Andersen Braten trước đó đã bị đưa vào tầm ngắm vì nghi ngờ đã trở nên cực đoan. Vụ tấn công bằng cung tên xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 14 tháng 10 theo giờ địa phương tại một siêu thị ở thị trấn Kongsberg phía tây nam thủ đô Oslo của Na Uy khiến 5 người thiệt mạng. Ngày 14 tháng 10, 4 tù nhân đã tử vong tại cùng một nhà tù tại Ecuador, nơi 119 tù nhân đã bị giết trong cuộc bạo loạn đẫm máu nhất ở đất nước này cách đây 2 tuần. Theo cơ quan quản lý nhà tù quốc gia Ecuador, những tù nhân tử vong là do kết quả của hành vi tự sát. Cảnh sát Ecuador cho biết, 2 vali chứa đầy súng đạn đã được tìm thấy trong cùng một nhà tù trong một cuộc khám xét riêng biệt. An ninh đã được thắt chặt tại nhà tù sau cuộc bạo loạn. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ, 29,6%, tức là khoảng 96.779 người Mỹ, đã chết vì sử dụng thuốc quá liều trong 12 tháng qua. Số lượng này là mức tăng cao nhất, vượt qua con số kỷ lục vào năm 2020. Một số nhà phân tích nhận định có mối liên hệ giữa tình trạng gia tăng số ca tử vong do dùng thuốc quá liều với đại dịch COVID-19. 48,6% cư dân Mỹ sử dụng ít nhất một loại thuốc theo chỉ định, cùng với đó là xu hướng tự mua thuốc để uống. Những nhân vật anh hùng như là siêu nhân, người sắt hay là người nhện không còn tồn tại trong những bộ phim viễn tưởng nữa mà đã bước ra ngoài đời thực. Với mong muốn đóng góp cho cuộc chiến chống COVID-19 và xoa dịu những tổn thương về tâm lý cho những em nhỏ, anh Agus Widanako đã hóa trang thành những nhân vật siêu anh hùng để đem lại nụ cười cho những đứa trẻ đang trong thời gian cách ly. Mặc trang phục người nhện và đeo mặt nạ, anh Agus Widanako, 40 tuổi, đang lên đường thực hiện sứ mệnh đặc biệt của mình. Đó là xua đi nỗi buồn và sự cô đơn cho những đứa trẻ đang phải trải qua thời gian cách ly do đại dịch COVID-19 tại tỉnh Trung Java, Indonesia. Tôi làm điều này vì có rất nhiều đứa trẻ cảm thấy buồn chán trong 14 ngày bị cách ly. Vì vậy, chúng tôi cần được hỗ trợ hoặc chữa lành những chấn thương về mặt tâm lý trong khoảng thời gian này. Công việc thường ngày của anh Agus Widanako là dược sĩ chuyên tư vấn về thuốc. Tuy nhiên, sau khi làn sóng dịch COVID-19 thứ hai bùng phát tại Indonesia hồi tháng 6, anh đã quyết định đóng góp một phần sức lực cho cuộc chiến chống COVID-19 của đất nước. Mỗi ngày, anh dành thời gian đến thăm 6 em nhỏ đang trong thời gian cách ly và cần sự giúp đỡ. Một trong số đó là cậu bé 5 tuổi, Muhammad Fagri. Cậu bé đã mất cha vì COVID-19 và đang trong thời gian cách ly cùng mẹ tại nhà. Tôi rất vui khi thấy con trai thích thú với sự xuất hiện của nhân vật siêu nhân. Hôm qua là sinh nhật của con tôi và thằng bé đã rất buồn vì không có bố. Bố thằng bé đã qua đời vì COVID-19. Hy vọng rằng đây sẽ là món quà đặc biệt mà tôi dành tặng cho con trai. Một số bé đang cách ly cùng ông bà khi cả gia đình đều mắc COVID-19. Sự hiện diện của anh Dana là mang lại điều gì đó mới mẻ đối với các cháu của chúng tôi. Hy vọng gia đình tôi sẽ nhanh chóng bình phục. Ngoài trang phục người nhện, anh Widanako còn sắm cả trang phục người rơi, siêu nhân để đến với các em nhỏ. Từ khi bắt đầu đến nay, anh Widanako đã giúp đỡ được cho hơn 100 em nhỏ. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại Thế giới chuyển động hôm nay.